Đối với bài Dead Bird thì chúng ta sẽ gồng chắc phần cơ trọng tâm và ép sát phần lưng dưới vào mặt sàn. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện chuyển động luân phiên chân này và tay kia. Ở bài này chúng ta có thể thực hiện từ 30 giây trở lên tùy sức. Thì phần cẳng chân chúng ta hãy lưu ý là khi co chân lên, phần cẳng chân cố gắng song song với mặt sàn hoặc là đưa cao lên ở vị trí song song một chút xíu. Như hình minh họa này thì bài tập sẽ hiệu quả hơn.